Các bác muốn tìm mua một chiếc xe đẹp mà là giá lại rẻ, các bác muốn tìm mua một chiếc xe hạng C hay là hạng D mà chất của nó phải thực sự là luật là hiện đại, thì đây là một chiếc xe ngay trước mặt các bác. Kia Cerato sản xuất năm 2019 bản 1.6 MT vừa về cửa hàng em xong, và con này thì mang cái biển siêu siêu VIP các bác ạ. Đây, quả biển 14A36668 này. Đấy, biển số Quảng Ninh. Em này thì rất thích hợp với bác nào mà ở Quảng Ninh. Và là các bác chỉ có việc là ra tên thôi, không cần phải sang biển nữa. Rất là đẹp luôn, hợp phong thủy luôn. Một chiếc xe mang biển tài lộc mãi mãi. Vâng, cực kỳ đẹp, xe ngon, đăng kiểm còn dài, lăn bánh được hơn 3 vạn một chút thôi. Lốp còn dày nguyên cả dàn, xe thì cứng, bao cam kết là không có đâm va, không tai nạn ngập nước, vừa về cửa hàng em xong. Và chất xe thì các bác cứ yên tâm là dòng này thì đi thì quá ok rồi, không cần phải nghĩ ngợi gì luôn. Xe ngon, số ngọt, gầm chắc, máy cứng và chất xe thì yên tâm là như chuẩn chỉ rồi. Giấy tờ hồ sơ là chuẩn chỉ, chủ mã đầy đủ các bác nhá. Và xe này thì nói chung là được cái là động cơ 1.6 ăn xăng rơi vào tầm chỉ 6 lít trên 100 cây thôi. Dòng xe bên ngoài thì đẹp, nội thất bên trong thì rộng rãi tiện nghi, nội thất ghế da zin của xe vẫn còn nguyên bản luôn. Tất cả các cái cụm phím của xe, những cái chỗ chầy mòn là không có một chút nào nữa, gần như là mới tinh luôn. Về là các bác yên tâm. Và cái dòng này thì các bác mua là rẻ hơn xe mới đến gần 200 triệu. Thế thì tội gì phải đi mua xe mới cho nó phí tiền ra. Các bác mua những con này thuế thì không phải mất nhiều, mà xe thì vẫn còn rất là ok. Đấy, chất xe cứng và bao cam kết các bác là không có lỗi lầm nhá. Dòng này thì máy điều hòa rất là mát luôn, mát lạnh luôn, điều hòa vùng trước vùng sau. Và xe thì cũng có màn hình, rồi kết hợp cả cam lùi, có cam hành trình ngay trước mặt các bác. Thế là các bác yên tâm rằng là đi lại rất là an toàn và mình được ghi lại những cái khoảnh khắc. Còn xe thì em đang bán cái giá full tiền là 448 triệu đồng. Còn các bác nào mà trả góp thì các bác chỉ cần bỏ ra khoảng tầm 250 triệu đồng là các bác đã xích ngay được con xe này về rồi. Và mỗi tháng thì các bác chỉ cần trả góp vài triệu thôi. Quá là yên tâm luôn và thực sự là quá rẻ, quá hời cho một cái tầm giá Kia Cerato 2019 các bác nhá. Vâng, đây là đời 2019 bản 1.6 MT. Và con này thì được cái là bác chủ bác cái chạy giữ gìn rất là cẩn thận, nên là chất xe của xe thì vẫn gần như là mới tinh luôn. Đấy. Tổng thể xe hài hòa, sạch sẽ, xe ngon, bao chất, bao cam kết cho các bác rồi. Và bây giờ thì em với các bác sẽ cùng đi chi tiết về từng phần của chiếc xe. Bên em Vũ Dương Ô Tô thì chuyên bán những cái dòng xe từ bán tải 7 chỗ, 4 chỗ, cỡ nhỏ đến cỡ to. Thế là các bác nào mà quan tâm thì các bác có thể là đăng ký qua kênh xem trực tiếp tại Vũ Dương Ô Tô. Đấy, qua hotline 0869 158 926 nhá. Còn các bác nào xem theo dõi thường xuyên, các bác có thể là nhắn tin Zalo, em sẽ gửi chi tiết cho các bác. Về phần mặt cát lăng của chiếc xe thì 2019 form mới đây các bác nhìn này. Đấy, đẹp luật là luôn. Hốc gió tản nhiệt chuẩn chỉ luôn. Và phần cản dưới xe là sạch sẽ, là không có lỗi lầm. Đấy, các bác nhìn nhá. Toàn bộ sơn cản nhựa cản của xe là đẹp này, đều sạch sẽ. Và con này thì có hai quả bi gầm rất là xịn sò, trông vậy thôi nhưng mà bi lát của nó rất sáng các bác nhá. Đấy, biển số Quảng Ninh 14A36668 này. Đấy, xe ngon, máy nổ rất là êm và thì thầm. Hiện nay là máy đang nổ, nhà xe chất là rất là cứng luôn. Thời tiết nắng mưa thất thường như này ở miền Bắc hay là miền Nam ấy ạ, mình cứ sở hữu một chiếc xe như này, giá rẻ, đi lại tránh mưa tránh nắng rất là ok và an toàn. Gân cabo là còn nguyên, sơn zin còn nguyên. Đấy, tôn cabo dày dặn luôn các bác nhá. Xe này cứ đảm bảo cho các bác là không có lỗi lầm rồi. Đấy, gân cabo này hay là các cái mép khe cabo là của nó còn nguyên luôn. Ốc cabo là chưa có động chạm gì cả. Đấy, chất xe là bao zin cho các bác chuẩn chỉ luôn đấy các bác nhá. Có cam kết đảm bảo cho các bác, nếu các bác ra phát hiện mà cho không như đúng lời tả thì là bên em sẽ chịu hoàn toàn tất cả chi phí đi lại cho các bác. Hệ thống đèn của chiếc xe thì là đèn sử dụng đèn bi công nghệ mới, đấy, có chống rung, có led mí xung quanh. Đặc biệt là chiếc xe này đèn pha của nó vẫn sử dụng halogen thôi, nhưng mà đèn của nó thì căng trong luôn nhá và không hề có lỗi. Đấy, bầu đèn căng sáng này, không hề có lỗi một chút nào. Còn phần xi nhan được đẩy xuống phía dưới đây, hốc gió để làm mát cho khoang động cơ. Và chiếc xe này cái thiết kế của Kia Cerato đời 2018-19 hoặc là hơn một chút thì cũng đều là những cái thiết kế mà được rất nhiều người ưa chuộng. Kiểu dáng nhìn rất là hầm hố và bao chất cho các bác luôn. Hệ thống đèn bên tài hay là bên phụ thì đều như nhau. Đấy, các bác nhìn này, bầu đèn nó căng sáng đều, sạch sẽ và không hề có tí lỗi nào. Đấy, bầu đèn này, toàn bộ sơn cản ấy, hay các cái phần này là khe mép là không có một tí nào nhá, nó không có gờ, không có lượn gờ luôn. Đấy, không nổi gờ. Sơn xi rất là sạch sẽ và xe thì cam kết đảm bảo cho các bác là xe không có đâm đụng,
kể cả như này là sơn zin, đây là sơn zin này. Đấy, sơn zin luôn các bác luôn nhá. Vâng, sơn đầu cản mà đã zin rồi thì xe phải nói là quá ok. Tôn sơn này, đấy, tôn sơn nó còn dày và còn nguyên nhá, không có bả tỉa gì cả. Lốp chiếc xe này đang sử dụng là lốp Continental, dòng lốp đến từ thương hiệu Đức và cũng là một cái dòng lốp rất là ok, lốp 225, 45, la răng 17. Đấy, vành lốp này còn dày, chạy được có hơn 43 vạn thôi. Nên là các bác nhìn chất lốp của nó vẫn còn như thế này. Đấy, chất lốp quá căng luôn, đẹp luôn. Lốp xịn sò, la răng phay của xe thì cái dòng Cerato, cái la răng của nó quá đẹp rồi. 17 inch, phanh đĩa 4 bánh, có ABS đầy đủ các bác nhá. Còn phần trên này, đây, các bác nhìn phần trên này. Đấy, giảm sóc bát bèo lò xo nó còn nguyên luôn. Thời tiết này thì thực sự là quay review xe đấy ạ. Cái màu đen là nó hơi bị bóng một chút, các bác thực sự là thông cảm. Còn đâu là những cái phần này này, ốc này nó còn nguyên này. Ốc và lòng cua lốp còn nguyên. Xi nhan được tích hợp trên gương và gương kính là có cụp, có xe và có gập gương tự động nhá. Và có chế độ điều chỉnh gương, đấy, hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, xe ngon bao chạy chất cho các bác luôn. Đấy, gập gương tự động này, chạy rất là ok. Cái dòng này thì nói chung là một cái mẫu sedan mà được rất nhiều người tìm kiếm, chạy ngon. Đấy, Cerato là một cái dòng xe lành, chạy chắc chắn. Đấy, Kia Cerato. Đấy, các bác nghe tiếng cửa đóng ấy ạ. Vâng. Đấy. Còn keo chỉ của xe thì bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn này, keo chỉ bao đẹp luôn nhá. Xe cứng chất luôn. Đấy, tapi xe sờ rất là mềm mịn. Toàn bộ phần da của xe là không có lì mòn. Đấy, người ta chạy 3 vạn nhìn nó đã vẫn còn gần như là mới luôn. Cảm giác như kiểu là vừa mới bọc ly thoát ly lông ra đấy ạ. Tháo ly lông. Đây, các bác nhìn này, các cái phần vân này nó còn nguyên. Đấy. Đấy, kính điện là lên xuống bình thường. Và chiếc xe này thì được dán phim 3M hết toàn bộ kính rồi nhá. Nên là các bác cứ yên tâm là không phải nghĩ. Đấy. Xe đẹp bao chất, bao chuẩn chỉ cho các bác luôn. Đây, các bác nhìn này. Đấy, kính điện lên xuống là rất là nhanh chóng. Đấy. Xe bao chất bao đẹp cho các bác. Và nội thất bên trong xe thì đây, các bác nhìn nội thất ghế này, ghế da này, nội thất ghế da căng đét luôn, da zin, da zin. Con này thì là bản hai túi khí nên là nó sẽ không có ghế túi khí ở đây nhá, mà túi khí nó ở trên vô lăng bên người lái và bên kia. Đấy, vô lăng của xe thì vẫn gần như là mới tinh. Các bác nhìn này, các cái phần phím vô lăng này nó gần như là vẫn còn rất là mới. Đấy, xe còn cứng đét luôn. Túi khí an toàn, còi to. Và đồng hồ thì lăn bánh là 3 vạn 9 chuẩn chỉ không tua. Đấy, xe còn ngon. Đấy, các cái vụ phím đèn này là các bác nhỉ, gần như là mới tinh luôn, vẫn còn mới nhá. Mới như kiểu người ta ít dùng lắm. Vâng, thực sự là quá ít dùng luôn. Phần sàn của chiếc xe thì là sàn là đang sử dụng sàn xoắn. Đấy, sàn xoắn đây này, có chống bẩn nhá các bác nhá. Sàn da xoắn có chống bẩn luôn. Đấy, bàn đạp chân phanh, chân côn của ga của xe thì tương đối là mới. Đấy, sạch sẽ. Và được cái là con này thì bên trong điều hòa nó rất là mát. Đấy, bao chất bao chuẩn chỉ cho bác luôn. Đấy, các bác nhìn những cái dòng này. Đấy, ốc bản lề này còn chưa động chạm luôn này. Đấy, còn nguyên dấu này, dấu trắng này. Đấy, dòng này thì nó sản xuất tại Việt Nam đấy các bác nhá, 2019 này. Cerato 1.6 MT. Đấy, tem nhãn còn nguyên. Và chiếc xe được sản xuất ở Trường Hải, một công ty chuyên sản xuất cái dòng ô tô. À, cái này nó có một cái rất là hay, đó là đi ra khỏi là khóa cửa. Đấy, khóa cửa hết cái cánh ở đằng sau, mình chỉ cần chạy cái là khóa rồi. Đấy, tay nắm cửa ốp chrome, tapi sạch, kính điện lên xuống rất là nhanh chóng luôn. Và nội thất bên trong xe thì tương đối là rộng rãi. Các bác nhìn đây, nội thất đây. Đấy, phần sàn da 6D này căng đét luôn nhá. Đấy, có cửa gió điều hòa vùng sau. Và đặc biệt là con này thì được trần cũng lên 5D rồi. Đấy, trần lên 5D theo đồng bộ luôn. Đấy, trần này, đây các bác nhìn này, trần 5D đồng bộ luôn. Và chất xe thì tương đối là cứng đét. Đấy, chất xe đẹp luôn đấy ạ. Ghế da zin nguyên bản, kính zin toàn bộ. Đấy, xe thì cứng cam kết cho bác rồi. Và chiếc xe này thì bác chủ có cái để lại mấy cái tấm chắn nắng đây này. Đấy, còn nguyên. Đấy, tấm chắn nắng còn nguyên nhá. Đấy. Và các bác đi những cái dòng này thì nói chung là vừa rộng vừa tiện rồi, quá ok. Đấy, lốp đằng sau cũng thế, lốp la răng 17, lốp 225, 45, la răng phay. Đấy, phanh đĩa này. Và cua lốp này, các bác nhìn là cua lốp này. Đấy, cua lốp này. Đấy, cua lốp này. Đấy, cua lốp rất là đều và sạch. Tôn sườn đẹp, đèn hậu của xe đây. Các bác nhìn đèn hậu này. Đấy, đèn hậu xe thì căng sáng nhá và không hề có lỗi.
Đây, toàn bộ cụm hậu này và phần cản dưới của xe đây, cản dưới xe này đồng sơn đều sạch sẽ. Đấy. Và chiếc xe này thì biển số phải nói là quá VIP luôn, cái biển hàng siêu VIP rồi. Đấy, rất vui khi nào bác nào mà Quảng Ninh mà mua con này thì quá yên tâm luôn. Đấy, biển lại 668, đấy, quá đẹp, ba con 6, một con 8. Đấy, chất sơn xi của xe đồng sơn rất là đều, sạch sẽ. Đấy. Còn cái khoảng để đồ của xe thì tương đối là rộng. Đấy, các bác có thể là chứa được rất nhiều đồ nhá. Một mẫu sedan hạng C cao cấp, các bác nhìn được gầm cái phần trên đây này, đấy, của nó nguyên luôn. Bên em thì đi xem xe thì cũng đã test những cái phần này hết rồi, nên là các bác yên tâm. Đấy, lốp sơ cua này. Đấy, chỉ có 448 triệu đồng, rẻ gần 200 triệu luôn so với xe mới. Các bác mua những chiếc xe ô tô đời mới bây giờ ấy, thực sự là về độ chất thì đương nhiên là nó cũng vậy thôi. Đấy, máy vẫn vậy, đấy, công nghệ vẫn vậy, chỉ có khác mỗi cái thân vỏ. Nhưng mà nhiều lúc nhá, là thiết kế cũ bao giờ nó cũng đẹp hơn. Đấy, cái thiết kế mới bây giờ, nhìn nó hơi ngang ngang một chút. Và cái lốp này, các bác nhìn này, lốp của nó vẫn còn dày. Đấy, găm được sỏi còn nguyên này. Lốp này là lốp mỏng nhá, dòng lốp thể thao, lốp mỏng. Các bác đi những cái dòng này thì nó rất là êm. Và đấy, lốp này 2018 zin. Con này được sản xuất đầu năm 2019, nên là lốp các thứ của nó là gần như là cả lô là 2018 cuối tuần. Tuần 48 của năm 2018 này còn nguyên này. Đấy, chất lốp rất là cứng luôn nhá. Sơn xi tôn sườn thì đều đẹp, sạch sẽ, không hề lỗi. Đấy, tapi đẹp, căng tapi này. Da của nó này còn nguyên sần đây này. Nhiều bác bảo là khi mà ta review xe đấy thì em hay nói quá, nhưng mà thực sự với các bác là nó còn có sao nguyên vậy thôi. Đấy, có sao nguyên vậy nhá. Cái da của nó vẫn còn nguyên này. Đấy, da còn nguyên bóng luôn. Đấy, chất da này. Đấy, các bác nhìn nhá, chất da rồi chất sàn. Vâng. Và con này thì là được cái là nội thất là zin, nội thất nguyên bản, xe là đảm bảo là không có ngập nước. Khuyến mại cho các bác hai cái gối tựa, nhưng mà cái này cao su nó hơi đẻo, cao su này thực sự là hơi mềm. Đấy, cao su hơi mềm thôi. Bên em thì những cái đồ này thì nó nhỏ, và học đồ này. Đấy, còn nguyên này, giấy này. Đấy, các bác đi những cái dòng này thì quá ok rồi. Sàn sạch, đấy, sàn này để đồ. Đấy, cái sàn này nó có sẵn rồi, và các bác cũng không phải làm gì, chỉ có việc là lên đồ là chạy thôi. Động cơ máy của chiếc xe đang là máy 1.6 MT, rất là êm. Xe ngon, máy êm, chạy chắc chắn luôn các bác ạ. Vâng. Và chiếc xe này thì bên em đang bán giá rất là hời. Đấy, chỉ có 448 triệu đồng thôi. Nhiều chỗ thì có thể là xe sẽ rẻ hơn rất nhiều luôn đấy ạ. Thế nhưng mà thưa các bác là tiền nào của đấy nhá. Các bác mua một chiếc xe mà máy số không zin, xe không bao lỗi bảo hành cho các bác thì đúng là thực sự các bác là không thể ok được. Đấy, máy số là còn di nguyên từng con ốc nhá. Con này thì em đảm bảo bảo hành cho các bác 6 tháng luôn. Đấy, xe còn ngon và bảo hành 6 tháng thì quá ok rồi còn gì nữa. Đấy, chất xe thì cực kỳ ok. Đấy, dầu mỡ là đầy đủ nhá, không thiếu cái gì. Các bác về lại yên tâm là chỉ có chạy thôi. Đấy. Và cái dòng này cũng là một cái dòng xe máy nhỏ tiết kiệm. Đấy, 1.6 khỏe lành. Đấy, xăng ăn ít. Đấy, tiết kiệm luôn. Đấy, các bác nhìn này, đầu răng của nó là còn nguyên. Đấy, xe cứng và không lỗi nhá. Ắc quy thì mới thay rồi. Ắc quy thay từ 2021 cùng đến bây giờ. Nhiều lúc các bác chủ bác ấy chạy xe, bác ấy là người giữ gìn kỹ tính ạ, nên đâm ra là chất xe cũng quá là ok. Đấy, giữ gìn rất là cẩn thận, ABS các thứ là nhẹ nhàng đầy đủ luôn, không thiếu một cái gì. Đấy, và chiếc xe này thì đang có mặt tại Vũ Dương Auto Đông Sơn, thủ đô Hải Phòng các bác nhá. Bên em thì chuyên bán những cái dòng xe hạng từ bán tải 7 chỗ, 4 chỗ. 4 chỗ thì từ kể cả là những cái dòng nhỏ đến dòng to. Nên các bác nào mà quan tâm thì các bác cứ qua cửa hàng xem xe trực tiếp tại Đông Sơn, thủ đô Hải Phòng. Đấy. Một chiếc Kia Cerato đời 2019 chạy được hơn 3 vạn 9. Đấy, tất cả xe thì gần như là nguyên bản cho các bác, máy số zin, xe cam kết là không có lỗi. Đấy, vừa về cửa hàng xong đã được lên sàn da 6D, trần 5D. Đấy, nội thất của xe thì gần như là mới kính con, và điều hòa thì rất là mát. Đây, nước điều hòa nó chảy rồi. Đấy, nước điều hòa rất là mát các bác nhá. Và dòng này thì an toàn hàng đầu rồi.
Các bác nào quan tâm thì alo ngay cho em Vũ Diều tôi qua số 0869 158 926. Rất vui khi được các bác đến ghé thăm cửa hàng và rất vui khi được các bác có những chiếc xe đi lại tránh mưa tránh nắng, đi cùng với người thân, bảo đảm sức khỏe cho mọi nhà. Xin cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.